Trẻ em Nga chúc mừng sinh nhật ông Putin, tin từ St. Petersburg, Nga. Một ban nhạc trẻ em Nga đã quay lại một khúc video chúc mừng sinh nhật Tổng thống Vladimir Putin. Khúc video thu hình tại thành phố St. Petersburg là thành phố quê hương của ông Putin đã được phổ biến trong ngày thứ Ba 7 tháng 10. Ban nhạc gồm có bé trai, bé gái, có em mới 3 tuổi đã hát một bài hát sáng tác riêng cho ngày sinh nhật của ông Putin. Học sinh đã đồng ca trong một lớp học với bản đồ quốc gia Nga treo trên tường. Theo người quản lý, thì ban nhạc trẻ em là Hit Trotsky. Khúc video diễn lại những cảnh có liên hệ tới ông Putin như trẻ em dắt chó giống như con chó của ông Putin, gói quà cho ông Putin. Trong số quà thì có con hổ Amur đồ chơi là giống hổ ông Putin ra lệnh bảo vệ. Trẻ em mặc áo trắng và màu hồng hát rằng mọi thứ sẽ đi qua, tất cả hy sinh sẽ trở thành sự thật. Vào ngày hôm nay, ông Putin được 62 tuổi. Theo thăm dò thì mức chấp thuận của người Nga đối với ông ta đang lên rất cao, mặc dù đang căng thẳng với Tây Phương và cấm vận của Hoa Kỳ và Liên Âu đã tạo ảnh hưởng đối với nền kinh tế. Vào ngày hôm qua, thì một phát ngôn viên của Điện Cẩm Linh nói rằng Tổng thống Putin định ăn mừng sinh nhật riêng tư trong một khu rừng ở Siberia.